Vâng, tôi có món ngon mời các bác đây. Đây là con lọc của Samsung Hàn Quốc. Nhưng đó là một mẫu lọc của bộ dàn đại Samsung dài ngắn. Nên tôi để cái giá cực kỳ ok cho các bác chơi, 2 triệu đồng thôi. Như chất âm các bác khỏi phải lo về chất âm nha. Tôi nói cực hay luôn. Nhưng mà nó là mẫu dài ngắn 36cm bề ngang. Nên để những cái giá ok cho các bác chơi. Hàng bãi nguyên zin 100%. Và đây là thông tin của hàng tôi, Minh Audio Hà Đông. Số điện thoại, địa chỉ như trên tấm biển. Đèn nháy hai bên phải nói là cực kỳ bắt mắt luôn. Lọc này có hai đường vào âm thanh. Đây là đường vào âm thanh, đường ra. Còn bên này nó có nữa này. Nhưng nó toàn tiếng Hàn, những cái này phải nghịch thì mới biết được. Bấm, cứ bấm, bấm thì nó khác ra. Samsung 220W. Nói chung là nó mà không in đi chữ Samsung thì tôi cũng chịu, chả biết nó là con gì. Con này là mã 8600Q. Bên nó là toàn tiếng Hàn nữa. Mấy ông Hàn Quốc này nó lắm loại lắm các bạn ạ. Nhập cái nào biết cái đó thôi. Đây tôi sẽ mở to các bác thấy xem là chất âm nó như nào nha. Đèn nháy hai bên. Có 6 kiểu nhạc lưu luôn. Không có lọc, không sáng đèn. Có lọc này. Gọi là chất âm khá ok luôn đấy. Chất âm quá ok luôn. Với cái giá 2 triệu thì đúng là giá như để giao lưu thôi. Đây lên xuống này. Tôi sẽ mở to thì các bác mới cảm nhận được. Chỉnh cho từng vế một nhá. Tôi ôm nhiều. Em cũng chẳng cao xa. Để bấm đúng tay nó mới xuống các bác nhá. Hết bài hát. Không có lọc. Nó là chất âm nó đỉnh cao luôn các bác. Nếu con này là cái mã của Nhật Bản thì nó lại giá 3 triệu ngay. Thì thôi tôi để giá 2 triệu các bác chơi. Nó là cái lô lọc. Trong cái lô lọc tôi nhập từ Hàn Quốc về các bác nha. Tôi sẽ giới thiệu dần các bác. Nhưng rất may trong cái lô đấy nó lại có hai cái con của Kenwood này. Hai con Kenwood. Nghĩa được 3 con dai ngắn thì trong đó có 2 con của Nhật còn 1 con của Hàn. Phải nói là con này rất ngon mà giá lại mềm các bác ạ. Nó hay như mẫu lọc của Nhật luôn. Nên tôi mới bảo các bác là đừng có đùa với lọc của dàn đại. Lọc dàn đại nó cực hay luôn. Chẳng qua là nó bề ngang nó ngắn nên là giá nó rẻ thôi. Và tôi đã để cái con này coi như nó là không có thương hiệu đi. Samsung nó là một thương hiệu nổi tiếng nhưng nó là của Hàn, tôi cứ coi nó là không có thương hiệu đi. Tôi để cái giá cực kỳ ok cho các bác chơi 2 triệu đồng thôi. Xin cảm ơn.